Ok, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Trần Hoàng Việt. Và để mở đầu video này thì mình sẽ có một vài lưu ý nhỏ. Dạo gần đây thì khi mà mình đăng tải các video của mình lên kênh YouTube thì đã có một số kẻ gian đã mượn vào hình ảnh và uy tín của mình để fake Facebook và lừa đảo chiếm đoạt tài sản là app và EP của các bạn. Vậy thì các bạn hãy lưu ý rằng điều đầu tiên, Facebook của mình sẽ có đuôi là facebook.com/ad trần hoàng việt, không hề có một thêm một chữ gì cả, không phải là a. Nhiều kẻ fake thì họ sẽ để là ad trần hoàng t, thêm chữ t hoặc là thêm chữ a chữ d gì đó. Đó thì các bạn lưu ý là Facebook của mình là ad trần hoàng việt. Và để cách tìm được Facebook của mình chính xác nhất thì các bạn hãy gõ 0168855405. Đây là số điện thoại của mình đó. Thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn là đi dạo qua một vòng các cái tìm kiếm của Facebook thì các bạn sẽ thấy được rất nhiều cái những cái Facebook giả của mình đó. Các bạn nhìn đi, đây mình gõ ngay Trần Hoàng Việt và có ngay một kẻ Facebook của mình và cái đuôi của họ là facebook.com/minhvu.nguyễnnhật đó. Thì các bạn hãy giúp mình là vào phần báo cáo trang cá nhân này đó, mạo danh tôi hoặc người tôi biết. Thì các bạn, nếu các bạn biết mình thì các bạn hãy bấm vào người tôi biết, còn đây là mình, họ mạo danh mình thì sẽ bấm vào mạo danh mình đó. Đây Trần Hoàng Việt này, các bạn lại có rất nhiều người fake Facebook của mình và họ muốn chiếm đoạt những cái app của app EP của bạn đó. Mình sẽ đi vài qua một điểm nữa đó. Nói chung là những cái kẻ mà muốn chiếm tiền trên lưng xương máu của người khác thì anh em hãy mạnh tay triệt hạ. Rồi đây lại một Trần Hoàng Việt nữa đó, rất là nhiều. Mình cũng không thể nghĩ rằng là đấy, đây các bạn nhìn này, Facebook của họ là Hoàng Việt, Hoàng Trần Chứng Việt đó. Thì Facebook của mình chính xác phải là AD Hoàng Việt, Trần Hoàng Việt nha bạn, không giấu không thừa một chút gì cả đó. Rất là nhiều bạn bị lừa Facebook fake, lừa rồi sau đó quay lại thì mình đó, họ cũng admin FO3 social. Vâng, đây là lừa các bạn ạ. Rồi và các bạn hãy lưu ý lại một lần nữa này, hãy nhìn ạ, trên các ảnh bìa của mình này, ảnh bìa của mình luôn ghi rõ rằng Trần Hoàng Việt thì không giao dịch qua Facebook đó. Các bạn nhìn là không giao dịch qua Facebook. Rồi các bạn hãy nhìn số điện thoại của mình 0168855405, 0127888000. Và các bạn đã tìm đến uy tín của mình rồi, các bạn hãy đừng tiếc mà gọi điện hoặc nhắn tin cho mình một cuộc để gặp được chính xác người mà các bạn cần gặp. Rồi và một điều nữa mà các bạn có thể nhận thấy đó là mình sẽ có 10.750.000 người theo dõi đó. Tiếp theo đó là các bạn có muốn biết là các mình có phải là Facebook thật hay không thì các bạn hãy nhìn vào các bài của mình sẽ có lượng tương tác rất là lớn đó, khoảng 102 người đó. Rồi ok, và hôm nay thì chúng ta sẽ đến một cái video hoàn toàn mới. Thay vì là tập thể chán rồi và bây giờ mình sẽ làm cái team cấp 8 bắt rồi. Và đây thì mục tiêu của mình, chúng ta sẽ có Jordia 3 xin team cấp 8 và cũng là một vài con nữa đi. Các bạn đợi một chút, đấy có một khách thì họ muốn mua của chúng ta ảo. Thì có rất là nhiều bạn hỏi là tại sao mà thanh toán bằng cạc thì lại đắt hơn thanh toán bằng ATM. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn đó. Khi mà mình lấy cái cạc của bạn này về thì mình sẽ không nạp vào điện thoại đâu, mà mình sẽ em nghe anh ơi. À vâng, ok anh ạ. Vâng, ok anh, không vấn đề gì hết. Vâng ạ. Chắc chắn là từ giờ đến tối là sẽ xong. Nếu nó chỉ là xong bấy giờ thôi thì em sẽ báo điện lúc xong em sẽ báo luôn. Vâng.
Ok anh ạ, à, ok. Rồi, xin lỗi các bạn. Rồi, mình sẽ nói tiếp là tại sao thanh toán bằng cạc thì lại đắt hơn thanh toán bằng ATM. Thì đây, các bạn hãy nhìn này. Khi mà mình thanh đổi những cái cạc ra, mình sẽ bị mất một khoảng phần trăm. Ví dụ như là tiếp theo thì là 10%, Vinaphone thì 10.5%. Đó. Thì nếu mà các bạn mua được cạc Metacard thì mình chỉ mất có 10% thôi, nó sẽ rẻ hơn. Thì ở đây đang có một bạn là bạn nên muốn mua, mình mua bù con Himalaya Wattpad. Đó các bạn nhìn này, các bạn đưa cho mình 50.000 thì mình sẽ 9.500 thôi. Đây là lý do vì sao mà mình thanh toán bằng cạc thì bao giờ khác với anh em. Rồi tiếp tục với cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip. Rồi ta sẽ cùng bồi mèo gì đó và sinh động. Lúc nãy thì mình đang làm dở video từ trước mạng đó. Thế là mình không kịp ghi lại video đó thì mất mất rồi. Rồi đạo mục tiêu của mình hôm nay ấy, đó, bỏ ra là điện rồi sẽ là Alex season 10 đó, nhưng mà rất là quen mặt với các fan của CC. Và tiếp theo đó là Jordan 3 đó. Jordan 3 thì đây là mùa World Cup 14 thôi, ra thì không bắt được ngay đâu. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái nâng cấp làm xí một chút thôi. À, đối với mình thì mình sẽ ưu tiên rằng là ép xịt cả những cái con thẻ đằng trước này đó. Nhưng mà do cái thời gian mình không cho phép làm đợi nhanh hơn những bước này thôi, đây không phải là một video mà tâm trí các series. Các series các bạn biết rồi, đó chính là quay tay cơ. Còn F8 thì không phải là sử dụng. Ôi dồi ôi, chết rồi. Đó, thì khi mà các bạn ép thẻ này thì các bạn khi mà thấy nó lên ấy, các bạn quay lại, ngồi lại từ đầu. Khá là căng thẳng đấy nhau. Các bạn rất là thông cảm vì mình rất là thích khi ghép tin nhắn Facebook, tại vì các bạn hiểu là đây ngoài những giờ rất là dài đấy, thì các bạn cứ inbox thì các bạn chỉ mấy phút thôi, không có một người inbox mình không thể nào mình phải ghép hết cái tin nhắn được, mình còn phải giao dịch, mình còn phải làm các thông tin khác cho các bạn nữa. Đơ rồi, chúng ta phải đơ rồi. Alo, Ale. Để nhờ lát anh em. Vâng, rồi, nát quá.
Vâng, máy của mình thì đang tự nhiên thì lăn lộn ra tổ chức. Rất là xin lỗi anh em. Lăn lộn ra tổ chức này. Sao đây? Rồi, vẫn đang là rất là lag. Để anh em thông cảm cho mình một chút. Đấy, cái video của nó phải kịch tính và hấp dẫn lại chỗ đấy cơ. Rồi, mình thấy đùa đây. Cái này là do máy của mình nó vừa bắp quá. Rồi, quay trở lại cái bút chính của mình. Ủa. Mắc delay của anh em rồi. Thật quá. Đấy. Nước thôi. Chúng ta cũng bán phép. Rồi, và các bạn đã lưu ý rằng là tất cả các tài khoản ngân hàng mỗi cái giao dịch của mình đều có các tài khoản này. Đó, đều có số điện thoại liên lạc. Các bạn nhìn này, cần làm việc này, số điện thoại của mình đó. 01688505405 hoặc là 1278880000. Ôi dồi ôi, cái này là quá câu thở của anh em rồi. Úi dồi ôi. Đấy, các anh em thấy không? Mình thì anh em thấy mình có bá đạo không? Đó. Rồi, nói chung là đấy là cái công thức ép thẻ của mình thôi. Đó. Đó. Mình cũng không biết nói gì hơn nữa rồi. Tự nhiên lại có cái ông cộng 8, đấy, thế là mình lại hoàn thiện thêm ông cộng 8 nữa. Rồi, và Alex và Amba thì mình sẽ nợ các bạn trong video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.